Rồi, xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ làm một cái video hướng dẫn mọi người cách quay dọc nha trên gimbal RF 4. Thì RF 4 nó có tính năng mới đó, là một cái play dài đi theo gimbal. Thì bây giờ bạn có thể chuyển nó lên thành một cái mode quay dọc luôn. Bạn không cần phải mua thêm ngàm nha. Đó, những gimbal ví dụ RF 3 đi, bạn phải mua thêm những cái ngàm quay dọc như Newer này. Đó, bạn xoay dọc lên để bạn quay. Nhưng bây giờ RF 4 thì nó có sẵn rồi, bạn đỡ phải mua thêm nha. Ok, còn đối với những gimbal RF 2, RF 3 thì bạn vẫn có những giải pháp mua thêm những ngàm quay dọc Newer tầm 500k loại thường mà 850 loại newer loại đời mới hơn nha. Rồi mình sẽ làm một clip về cái vấn đề đó sau. Cái clip này mình chỉ nói về vấn đề quay dọc nha. Thì một cái ngàm như vậy, đó là mặc định là bạn gắn ngang đúng không? Như vậy là gắn ngang. Đó, bây giờ bạn không gắn ngang nữa, bạn quấn dọc lên thì bạn sẽ tháo ra. Bạn sẽ mở cái phần này ra. Nó sẽ có một cái ngàm ở đây, mở ấn một cái nút release ngay đây. Rồi tháo ra. Rồi cái này khi đó bạn sẽ mang cái này qua bên này. Bạn sẽ được mang cái này vào. Ok, rồi gắn cái này vào, nhớ siết lại nha. Thao tác siết mở bạn phải siết chắc lại, đừng có quên siết, nó bị xe rơi máy. Đó, ok. Design làm họ tính hết rồi, cực kỳ chắc chắn luôn, nên không bao giờ vấn đề bị gãy đâu. Họ làm họ bán toàn thế giới mà, nhưng mà yên tâm vấn đề đó. Chứ làm mà gãy là người ta trả gimbal lại hết, nên các bạn cứ yên tâm. Trước khi làm người ta phải test hết. Rồi, ok, cơ bản đi. Rồi mình gắn lên, rồi đó là được một cái ngàm quay dọc rồi bạn thấy không. Rồi, tiếp đến cái bay dài đi theo gimbal và cái này để bạn chưa cái ảnh vào những cái khung đời mới bây giờ Salmon Rig với Tilta là nó có sẵn hết những cái rãnh Akatrix chuẩn chung nha, nhưng mà phải cái chuẩn chung Akatrix mà phải hỗ trợ gimbal nó mới được nha, thì nó mới chịu được nha, chứ không phải Akatrix nào cũng chịu cũng được đâu, tùy cái khung. Mà bây giờ khung Salmon Rig Tilta là hỗ trợ 100% gần hết rồi, chịu vào khóa lại rồi, cực kỳ nhanh gọn tiện nha. Rồi mình hay cân, mình dùng len 2470GM2 và ZV-E12 thì vẫn ba lên đồ bình thường. Đó, mình đã cân ở tiêu cực 50 nha, để khi cần mình có thể zoom hoặc là zoom tới hoặc là zoom lùi và góc rộng một cái tele. Rồi mình sẽ gắn vào. Ok, rồi và nhớ khóa lại nha. Đừng có quên. Nó đều có những cái khóa block để chống bị rớt. Nói chung nhiều khi bạn quên cũng không sao, tại vì khi bạn trượt ra nó vẫn còn giữ lại không, nó vẫn cái ngàm mà giữ lại. Nên cứ yên tâm vấn đề này, nhưng mà nên tập cái tính là mình khóa lại. Rồi, ok, mình khóa trước rồi. Rồi vấn đề cân trục tiêu nha. Trục tiêu về trục này, gạt lên gạt xuống, bạn cân cái này trước. Để máy lên như vậy. Rồi, bạn sẽ dịch cái này. Để một cái vị trí nào đó. Ok, bạn thấy là cái camera nó đứng im. Nó không có ngã tới ngã lui là ok. Rồi, bạn siết lại. Đó là cân cái trục này trước nè. Tiêu mà chụp thẳng đứng trước, rồi đến cái phần này bạn sẽ bắt đầu dịch cái máy về. Đó, vẫn là tục tiêu nha, nhưng bây giờ mình cân cái hướng nằm ngang này, dịch về xíu. Rồi, và khi bạn thấy nó không có ngã tới ngã lui á, bạn sẽ khóa lại. Rồi, các bạn quay đây lần nữa. Rồi, nếu bạn thấy nó đổ về phía sau đúng không? Thì bạn tháo ra xíu, dịch nhẹ lên tí. Tại vì mỗi máy, mỗi người mỗi khác, nhưng mà khi bạn cân quen rồi là bạn sẽ biết nằm vị trí nào, lần sau bạn cân rất là nhanh. Ok đó. Rồi, bạn xong tục tiêu phải không? Camera đứng im hết, không có di chuyển là ok, tục tiêu 100% là ok rồi. Khóa lại, rồi đến trục roll. Trục roll gọi là trục này. Cái này hồi nãy mình cũng cân rồi. Đó, nên khi bạn di chuyển trái phải hay gì á, thì nó đều rồi. Đó, nó không có bị nghiêng hay ngã bên một bên, đó là ok. Đó là chục roll nha. Đó, còn bạn muốn thay đổi thì bạn chỉ gạt cái cần dịch qua dịch lại. Rồi, hai chục tiêu và roll là xong, đến chục pan. Chục pan là chục này. Thì mình cũng cân rồi nên nó lại thẳng luôn. Còn nếu mà nó chưa có bị ngã tới ngã lui như vậy nè, thì bạn dịch cái chục lên hoặc xuống, bạn canh nó vừa hết luôn, xong bạn khóa lại thôi. Đó, nói chung cũng đơn giản, không có gì hết. Thôi mình minh họa luôn đi. Đó, ví dụ như đây mình xả ốc rồi nè. Mình dịch lên xíu nè. Đó, thấy bạn thấy nó nghiêng không? Tự động nghiêng về bên, mình cho nó xuống một xíu. Là bạn nghiêng gimbal giống mình nha, nghiêng một góc 45 độ giống như mày. Đó, để đã biết đó. Nếu mà cái gimbal đứng im là ok, là chụp là ok. Khóa lại. Đó này chưa được nè. Thì bạn dịch nó xuống một xíu. Cho nó xuống nhẹ tí. Đó, nếu bạn nghiêng mà cái gimbal nó không có quay á, là chụp ban là ok. Rồi siết lại xíu. Rồi một test nữa thì để ngang vậy. Này chưa được nè. À, cái này dịch xuống xíu nữa. Nghiêng tí nè.
Rồi, ok, đây là ok nhất á. Và còn cái này nghiêng cái này là mình cũng gần là ok rồi. Đó, ok, đây là test. Có hai cách, một là nghiêng như vậy, hai là để như vậy. Còn mình thường là mình nghiêng như vậy, cứ nghiêng như vậy nè. Nếu bà lên được thì nó không có xoay. Còn nếu mà không bà lên được thì nó sẽ xoay nghiêng vào đây và sẽ dịch chuyển lại nha. Đó là cái kinh nghiệm của mình. Thì mỗi người sẽ mỗi khác nhau, tùy theo cái kinh nghiệm mỗi người thôi. Thì mình chia sẻ theo hướng của mình. Đó, 30 nha. Roll pan tilt, rồi vậy là xong. Bật gimbal lên. Rồi, bật lên. Rồi, ấn calibration, đợi xíu là xong. Tầm vài giây. Không, những cái gimbal đời mới và sau nó ba lên, nó calibration nhanh lắm. Rất là ngon. Nghĩ và sau đi RS5, RS6 nó còn nhanh nữa. Chắc mất tầm mười mấy giây là xong thôi. Đó, càng cho người dùng cái trải nghiệm nhanh, gọn nhẹ. Rồi, ok, xong. Rồi, bạn đã có bộ cái mod của dòng. Đúng không? Rồi khi cần, bạn hãy dậm tới te le lại, đó rất là tiện nha. Tới nè, đó là lý do tại sao mình cân ở 50. Chia sẻ mọi người là những cái len te le nên ba lên ở 50 tiêu cự á. Đó, bạn canh nhiều khi cần dòm tới dòm lui rất là dễ. Hoặc về 50. Rồi. Ok. Rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều nha. Rồi clip này mình chia sẻ chi tiết luôn về vấn đề ba lên gimbal rồi 4 mọi cái mod quay dập nha. Nếu chụp ngang bạn cũng làm tương tự vậy luôn. Chụp tiêu nè. Chụp roll và chụp pan 30. Mới đặt xong. Rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều nha. Thank you mọi người.